Em Trường Hòa Bình xin chào anh chị và các bạn ạ. Hôm nay em Trường lại về được một em Taco 6 tấn sản xuất 2013. Hai cầu anh em nhá. Taco 6 tấn 2 cầu sản xuất 2013. Em đang ở Hà Tĩnh nhá. Kỳ Anh Hà Tĩnh. Đấy, mua được một em rất là ưng ý nhá anh em nhá. Cabin nội thất đẹp, thùng bệ vuông vắn. Đấy, cầu số Trường Hải thì khỏi phải suy nghĩ rồi, to. Thùng đời này thì rất là dày dặn nhá anh em nhá. Đời này thì rất là dày này. Đấy, rất là dày. Anh em khỏi phải suy nghĩ này, cabin này, nước sơn này anh em này. Nước sơn là zin nhá, cabin sơn zin nhá. Nội thất đây ạ. Điều hòa mát lạnh nhá anh em nhá. Điều hòa mát lạnh. Đây ạ, xe này chỉ dành cho anh em nào yêu cái đẹp thôi nhá. Mua của bác chính chủ sử dụng từ đầu luôn. Đây, bây giờ em đang ở Kỳ Anh Hà Tĩnh, sẽ di chuyển về Hòa Bình dọc tuyến đường mòn Hồ Chí Minh. Anh em nào cabin zin đẹp, nước sơn quá tuyệt vời luôn. Đấy, hiếm có và khó tìm anh em nhá. Bình dầu đen lên. Kính còn đang kính zin. Đây anh em thấy là kính hoa dâu và hạt ngô này. Đấy, nhìn quả kính thích chưa? Cabin đẹp chưa? Anh em nào quan tâm con xe này liên hệ em Trường, số điện thoại là 0967 789 122 ạ, hoặc số 0983 861 832 ạ. Em Trường xin chúc anh chị có một ngày mới thật nhiều sức khỏe hạnh phúc ạ. Vạn sự như ý, kiếm thật nhiều tiền anh em nhá. Vừa mất 2 củ tiền dầu anh em ạ. Di chuyển gần 400 cây từ Hòa Bình vào Kỳ Anh Hà Tĩnh để lấy siêu phẩm về phục vụ anh em nhá. Anh em thấy kiếm được một con xe đẹp đâu phải dễ dàng, rất là vất vả đấy anh em ạ. Di chuyển gần 400 cây. Đây, địa chỉ là Kỳ Lâm Kỳ Anh Hà Tĩnh. Giờ em Trường bắt đầu di chuyển về Hòa Bình nhá. Anh chị em nào quan tâm con xe này cứ liên hệ đặt gạch với em Trường, số điện thoại là 0967 789 122 ạ. Em Trường xin chào anh chị và các bạn ạ.